Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em trong khóa học ôn thi vào 10 trung học phổ thông môn ngữ văn của trang web olm.vn Các em thân mến, trong kỳ thi vào lớp 10, tùy thuộc vào từng vùng miền, thành phố lại có những dạng ra đề khác nhau. Tuy nhiên, có thể nói, ở nhiều tỉnh thành, đa phần một đề thi sẽ có hai phần, đọc hiểu và làm văn. Có thể thấy, rất nhiều bạn học sinh đều có cùng suy nghĩ ý kiến rằng đối với riêng phần đọc hiểu, rất khó để lấy trọn vẹn điểm, có thể xuất phát từ lỗi hình thức, diễn đạt hay nội dung. Trong video bài học hôm nay, cô sẽ cùng các bạn ôn tập và thực hành cũng như hướng dẫn đến chúng mình những bí quyết để có thể chinh phục được phần đọc hiểu nhé. Có thể nói, phần đọc hiểu xuất hiện rất nhiều những dạng câu hỏi khác nhau, từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng Đến với video bài học này, cô sẽ hướng dẫn các bạn những dạng mà chúng mình thường bắt gặp trong kỳ thi. Bài học của chúng ta bao gồm hai phần. Phần 1: hướng dẫn những kỹ năng chung khi làm đọc hiểu. Phần 2: các câu hỏi đọc hiểu dạng nhận biết thường gặp. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ lần lượt tiếp cận các dạng câu hỏi, bên cạnh đó thực hành những ví dụ mẫu các bạn nhé. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần 1: hướng dẫn những kỹ năng chung khi làm đọc hiểu. Các em thân mến, đối với đọc hiểu, bên cạnh việc nắm vững các kiến thức thì đa phần những văn bản đều được nằm ngoài sách giáo khoa nên kỹ năng làm bài là điều vô cùng cần thiết. Chính vì thế, các em cần phải lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất, đọc câu hỏi trước khi đọc ngữ liệu. Các em có thể gạch dưới những từ để hỏi, các động từ yêu cầu của đề, các từ khóa quan trọng có trong câu lệnh. Sau đó, đọc lại ngữ liệu và xác định câu trả lời. Thứ hai, Đọc ngữ liệu rất kỹ lưỡng. Các bạn có thể đọc từ 2 đến 3 lần, không quên đọc qua chú nguồn của ngữ liệu vì có thể cung cấp thêm thông tin cho việc làm bài. Thứ ba, với tổng 120 phút, phần đọc hiểu nên được xử lý trong vòng 25 đến 30 phút đầu tiên. Thứ tư, câu trả lời của phần đọc hiểu cần rõ ràng, ngắn gọn, đúng trọng tâm, không cần hoa mỹ câu kỳ, trình bày rõ ràng từng câu, xong mỗi câu là xuống dòng tránh trả lời tất cả các câu hỏi vào trong một đoạn văn nếu như không được yêu cầu. Đây là những lưu ý về mặt hình thức khi trình bày. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở mức độ khái quát như trên, thật khó để hình dung phải không nào? Hãy cùng cô đi vào phần 2 các dạng câu hỏi đọc hiểu thương gặp. Đầu tiên đó là dạng câu hỏi xác định thể thơ của một đoạn thơ hay bài thơ. Trước hết, chúng mình hãy cùng ôn lại những thể thơ được học trong chương trình trung học cơ sở nhé. Các bạn hãy giúp cô hoàn thành bản sau. Chúc mừng các bạn, chúng mình đã làm rất tốt. Các bạn có thể quan sát vào màn hình và cùng ôn lại các thể thơ chúng mình đã được học nhé. Chúng ta có các thể thơ dân tộc bao gồm lục bát, sống thất lục bát, hát nói, vân vân. Các thể thơ đường luật bao gồm ngũ ngôn, thất ngôn, trong thất ngôn, chúng ta có tứ tuyệt và bát cú. Các thể thơ hiện đại bao gồm 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, tự do. Sau khi đã ôn lại các kiến thức, hãy cùng với cô quan sát vào đề bài sau đây nhé. Đề bài yêu cầu xác định thể thơ của đoạn thơ trên. Vậy theo các bạn, đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Với câu hỏi này, sau khi đọc xong ngữ liệu, các bạn cần chú ý thật kỹ về cách xeo vần, số chữ, số câu. Đây là một đoạn thơ có 4 câu, mỗi câu có 5 chữ và gieo phần cách, chính vì thế nó là thể thơ 5 chữ. Rất đơn giản phải không nào? Khi trình bày, chúng mình có thể thực hiện như sau. Dạng câu hỏi thứ hai mà cô sẽ hướng dẫn đến các bạn đó là xác định phương thức biểu đạt. Chúng mình đã được tiếp xúc với các phương thức biểu đạt như từ sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, hành chính công vụ và nghị luận. Vậy, hãy giúp cô hoàn thành bài tập sau đây nhé! Dựa trên những kiến thức và hiểu biết của mình, các bạn có thể quan sát vào bài tập sau và thực hiện yêu cầu. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên. Với đoạn ngữ liệu này, có thể dễ dàng xác định được phương thức đó là thuyết minh dựa vào việc đoạn văn cung cấp cho người đọc những hiểu biết về tác hại của việc vứt các bao bì ni lông một cách bừa bãi từ đó khuyến cáo người dân nên sử dụng và xử lý chúng một cách hiệu quả dạng thứ ba mà chúng ta thường hay bắt gặp trong các đề đọc hiểu đó là tìm thông tin chi tiết hình ảnh có trong ngữ liệu đây là một dạng tương đối dễ chúng ta có thể thực hiện các bước như thứ nhất đọc ngữ liệu sau đó căn cứ vào câu hỏi định hướng của đọc hiểu để đọc kỹ lại văn bản một lần nữa và cuối cùng là gạch chân dưới những nội dung liên quan. Các bạn lưu ý phải trình bày phần trả lời rõ ràng và xúc tích, có thể cùng cô quan sát vào đề sau. Ở văn bản trên, theo tác giả, chúng ta cần làm gì để tạo ra hạnh phúc? Hãy giúp cô gạch chân dưới những ý mà các bạn tìm được để trả lời cho câu hỏi trên nhé. Thật đơn giản đúng không nào? Có thể thấy, theo tác giả, để tạo ra hạnh phúc, chúng ta cần Thứ nhất, phát triển và duy trì một thái độ tích cực, đặt ra và đạt được mục tiêu và liên kết với những người khác thứ hai chỉ cần chú ý một chút tới cách nhận thức về tinh thần đánh giá thực tế về những gì bạn muốn đạt được và những mối quan hệ chân thành với những người mà bạn chia sẻ cuộc sống cùng với dạng câu hỏi này chúng mình chỉ cần gạch đầu dòng trả lời ngắn gọn thì sẽ đạt được điểm tối đa tránh việc diễn giải dài dòng hay viết thành đoạn văn trình bày không cần thiết như vậy sẽ khiến chúng ta bị mất thời gian nhưng lại không hiệu quả một dạng câu hỏi nhận biết mà cô muốn mang đến cho các bạn đó là văn bản trên có đề tài giống hay nội dung tương đương với một tác phẩm nào trong chương trình lớp 9. Với câu hỏi này, yêu cầu chúng ta có hệ thống hóa về những kiến thức nằm trong chương trình để có thể dễ dàng xác định được điểm chung. Ví dụ như về đề tài người phụ nữ, chúng ta sẽ có những tác phẩm như Chuyện người con gái Nam Xương, các đoạn trích trong truyện Kiều như chị em Thúy Kiều kiều ở lầu ngưng bích hay là những ngôi sao xa xôi. Về đề tài người lính, chúng ta có những tác phẩm như Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính hay những ngôi sao xa xôi. Về đề tài tình cảm gia đình, chúng ta có chuyện người con gái nam xương, chiếc lược Nga hay là bếp lửa. Việc các bạn hệ thống hóa được những văn bản trên thì việc nắm được 0,5 điểm cho dạng câu hỏi này không có gì là khó khăn. Bên cạnh đó, chúng mình cũng nên nắm vững những kiến thức về tác giả nữa các bạn nhé như vậy ở video này cô đã hướng dẫn đến các bạn những dạng câu hỏi đọc hiểu mà chúng ta thường hay bắt gặp hy vọng các em sẽ có những lưu ý về hình thức cách trình bày cũng như củng cố thêm những kiến thức để chuẩn bị hành trang thật tốt cho kỳ thi lần này nhé bên cạnh đó chúng mình còn có những dạng câu hỏi khác cũng rất thú vị hãy đón xem những video tiếp theo nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại